Em thì vợ chồng em không có ngủ được cho nên không có thấy. Bởi vì thức sáng đêm không mà là nhớ nó lúc mà nằm ngủ là nhớ nó nói chuyện rồi. Sao sao nhớ lại đâu có ngủ được đâu. Từ lúc nó mất giờ là em ngủ không được luôn. Nhớ tới cảnh mà mẹ con ngồi nằm ngủ mà thỏ thẻ nói chuyện nhớ hoài luôn. Em xin trước tiên em trao cái danh sách này cho chị để minh bạch ha. Còn đây là tịnh tài của mọi người ủng hộ cho chị xây hoàn thiện căn nhà này. Dạ. Em dạ. Cũng có đôi lời cảm ơn Mạnh Thường Quân. Bây giờ thì em mừng vì mừng em vẫn nhớ con em. Mừng em mừng đạt lòng tiền của nó. Nó giúp đỡ cha mẹ nó. Cầm cái số tiền này mà nhớ tới nó đó. Tiền là tánh mạng của nó nè. Cái đó thằng lớn nó cũng nói với em nữa. Nói là mẹ ơi biết nào mà mình cắt con nhà này mẹ. Về con làm trả hiếu cho mẹ. Mà nó cũng nói hoài với em. Em nói bây giờ ở nhà này là nhớ tới nó, ở là nhớ tới nó. Phải còn hai đứa đó là vui vẻ rồi đó. Mà có nhà thì không có con. Nhưng mà mình nghĩ thoáng đi thì đó là cái sự báo hiếu của con nó dành cho chị Loan. Dạ xin chào quý cô chú anh chị, hôm nay thì Nhân quay trở lại cùng Tân Quy ở Trà Vinh. Và ngay bên cạnh Nhân đây là hai phần mộ vừa xây cách đây không lâu của hai bé con của chị Loan. Một câu chuyện rất là đau lòng mà Nhân đã có chia sẻ trong những video trước. Vào ngày mùng 1 Tết thì hai bé con của chị Loan không may thì cũng đuối nước ở dưới sông và đã rời bỏ chị. Hôm nay Nhân quay trở lại đây để viếng hai bé. Và sẽ gửi thêm một số sự hỗ trợ của Mạnh Thường Quân cho gia đình chị vượt qua cái cơn khó khăn này nữa. Hôm nay em gặp lại chị Loan ha. Dạ. Dạ. Hôm nay thì trước tiên thì em thông tin với chị Loan là có một Mạnh Thường Quân, một chị cũng giấu tên ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Thì có gửi là một số cái đồ cúng này. Dạ. Để cúng cho hai bé con. Dạ. Dạ. Thì có bông hoa nè, em mua là trái cây nè. Rồi bánh, trái cây bên kia nữa ha. Dạ dạ. Giờ mình trưng cái bông này lên với lại là mình cũng bày trái cây ra mình cúng cho hai bé. Dạ. Dạ. Em cũng cảm ơn chị trên thành phố giấu tên đó. Em biết tên gì em cảm ơn chị nhiều. Dạ. Đã mua đồ cúng cho con em bông với trái cây. Dạ. Dạ. Câu chuyện của chị ấy thì em cũng chia sẻ sơ sơ thôi. Dạ. Đó dạ. Là chị ấy cũng có nằm mơ, chị ấy thấy có mấy bé kêu chị ấy là cúng nhưng mà chị ấy không biết là ai hết. Dạ, sau dạ. Đó thì chị ấy lại thấy cái video của em. Dạ, dạ. Chị ấy thấy tình cảnh của hai bé này thì chị ấy phát tâm, chị ấy cúng cho hai bé này. Dạ. Dạ thì cũng là một cái điều gì đó tâm linh mà có lẽ có người tin người không. Dạ, nhưng mà rồi. Thôi thì chị ấy phát tâm thì em cũng giúp cho chị ấy như thế này. Em thì vợ chồng em không có ngủ được cho nên không có thấy. Bởi vì thức sáng đêm không mà là nhớ nó lúc mà nằm ngủ là nhớ nó nói chuyện rồi. Sao sao nhớ lại đâu có ngủ được đâu. Dạ. Từ lúc nó mất giờ là em ngủ không được luôn. Ngủ không được luôn. Dạ. Hai đêm nay là em ngủ không được đó. Dạ. Là nó tròn tháng đó là em ngủ không được đó. Nhớ tới cảnh mà mẹ con ngồi nằm ngủ mà thỏ thẻ nói chuyện nhớ hoài luôn. Chia sẻ với quý cô chú anh chị thì vợ chồng chị Loan có được ba bé con. Giờ thì chỉ còn có bé nhỏ nè, đang chơi với con chó ngoài sau nè. Có con chó đó mà nó không nhắc anh đó, chứ không nó nhắc hoài. Còn hai bé lớn thì là hai bé trai ha. Dạ. Thì đã không may, bây giờ là đang nằm ở đây nè. Hai bé Tết thì dắt nhau đi chơi, rồi xuống bến phà xong rồi cái ở dưới luôn vậy đó. Bỏ lại vợ chồng chị. Một cái câu chuyện cũng rất là đau lòng. Hoàn cảnh của vợ chồng chị Loan thì rất là khó khăn. Làm ở Bình Dương đúng không chị? Dạ. Ở Thủ Đức chứ? Thủ Đức, nó nằm ở Thủ Đức anh. Dạ, Thủ Đức. Em có làm đâu ở nhà giữ hai đứa nhỏ với thằng Lự á. Dạ. Ở nhà không mà cha nó làm mình nên cha nó làm mà em đâu có làm đâu. Bị hai đứa nhỏ này nó nhỏ nè. Thì vợ chồng cũng bỏ xứ này đi cũng lâu rồi, tại vì phải đi mưu sinh á. Dạ. Cho nên là lên Thủ Đức thì hai vợ chồng mới làm lụng ở đó. Thì lâu rồi không có về quê. Tết năm nay thì cũng nhớ quê quá, về quê thì không may là có cái câu chuyện nó đau lòng nó xảy ra như vậy. Lúc đó thì vợ chồng chị Loan về đây là căn nhà sập hết đúng không? Dạ sập hết anh, mượn ở xóm ghiền với chú rồi với anh rồi đó là
dọn dẹp với chừa lại cái máy để hai tấm hình, hai bàn thờ hai nhỏ lên đó. Dạ. Còn ít trái cây này chắc đem vô trong chùa đi hả chị? Dạ dạ. Dạ. Tại vì hai bé thì chị Loan, vợ chồng chị Loan thỉnh vô chùa rồi, đưa vô chùa rồi. Dạ. Dạ, rồi, dĩa này để bên này, dĩa kia đem qua kia đi ha. Em cũng trông cho nó về, nó báo mộng cho mẹ nó làm sao mà nó... Chắc vợ chồng em cũng không ngủ được cho nên đâu ngủ được đâu mà thấy. Bởi vì em nói hoài à, không cho mẹ thấy gì chứ em ra đem nói hoài, hỏi em tâm sự với nó hoài luôn. Dạ. Mà nó cũng chắc nó nói là nó đi luôn luôn á chứ nó không có về nữa đâu. Ừ. Cũng như nó em cũng cầu mong cho nó là siêu thoát nha, sớm đầu thai thành con nhà giàu đi. Chứ con của em thì khổ quá à. Làm con của em khổ từ hồi nhỏ tới lớn luôn, tới chết mà cũng khổ nữa. Dạ. Khi vợ chồng chị quay trở về đây thì cái căn nhà mà ngày xưa mà của ba mẹ để lại á, dạ, thì cũng sập hết rồi. Dạ. Bởi vì nó mục nát hết rồi. Và lúc đó thì nhờ tấm lòng của quý mạnh thường quân trong thời gian vừa qua thì hôm nay căn nhà cũng đang được dần xây dựng. Dạ. Thì hôm nay Nhân cũng quay trở lại đây để gửi thêm một số sự hỗ trợ cho vợ chồng chị Loan hoàn thiện căn nhà nữa. Đó là cũng nhờ tấm lòng của quý mạnh thường quân. Dạ. Giờ chắc mình tạm rời hai bé ha. Dạ dạ. Tí vào trong mình lấy nhang ra mình thắp ha. Dạ dạ. Bây giờ mình vô mình thăm nhà cái. Dạ. Dạ. Đây là cái cục vàng còn lại của vợ chồng chị Loan nè. Bé thấy thương á. Cũng nhắc anh hoài. Dạ, nhưng mà cấp này nghỉ anh. Nó, em la không cho nhắc nữa. Cũng như người ta nói đừng nhắc nữa, cho nó đi để nó nhắc hoài nó quyến luyến. Dạ. Rồi em mới xin chó gì cho nuôi cho nó chơi nè, nó đâu quên á. Dạ. Để hồi nó nhắc anh đồ, anh kế nó hoài à. Lục đục. Đi vô ẩm ẩm em bé vô. Em kêu em bé không à. Em bé vô. Kêu con cá. Kêu em bé. Ừ, em bé. Ngay tại cái túp lều này đây là túp lều mà vợ chồng chị Loan dựng nên sau khi hai bé mất. Dạ. Toàn bộ đám tang của hai bé đã diễn ra trong đó. Dạ. Dạ, bởi vì không có nhà. Bữa về đó là mỗi mùng 6 là mưa nó đụng dũng, hai chồng em phải thức canh để ngồi sợ nó ập xuống cái bàn thờ của hai nhỏ. Vậy hả? Dạ, nó đụng ở đó đó anh. Dạ. Là suốt thời gian vừa qua từ Tết đến giờ thì hai vợ chồng ở trong này nè. Dạ, ở trong tới đây. Bé con này nè. Ôi ơi ơi. Đi còn ẩm nó theo nữa. Trước khi vào cái căn nhà này thì quý cô chú anh chị xem lại cái túp lều mà vợ chồng chị Loan đang nương tựa ở đây. Bàn thờ của hai bé thì do là rước vào chùa rồi cho nên là không còn nữa đúng không chị? Dạ. Dạ. Một lần thì để chỗ này nhưng mà bữa 14 em đem vô chùa rồi. Tối vợ chồng ngủ đây. Dạ tối bé hai con chồng ngủ đây ngủ luôn. Ở đây. Ở cái này mưa gió rồi nó tạt. Tạt á anh, tại vì đó nó chăng cái đó là ngủ mắc dời cái bụi ngựa này hoài, với mưa thì động dũng đây mắc đẩy lên nó mới để hồi nó ứ nước xuống. Dạ. Rồi sinh hoạt đổ đây hết hả? Dạ dạ. Thì vòng trong cái khu này đó. Nước thì cũng sau này mới có chứ hồi đầu sau em này cũng như nhờ cũng... người thím mà đi làm giùm nước với điện. Điện nước lại chứ em cũng về vợ chồng cũng đâu có biết gì đâu, về cũng mượn bà thím làm giùm. Chứ hồi đầu thì em còn nghe nói là phải múc nước. Múc nước dưới sông đó, múc nước dưới sông rồi đó, lấm khoèn xài giờ còn khoèn nữa kìa. Dạ. Dạ. Bây giờ nấu đỡ còn bếp ga rồi ha. Dạ. Dạ. Rồi thôi mình qua cái nhà mới này, mấy anh đi. Thợ cũng đang xây dựng nè. Đây là mấy anh thợ cũng đang làm đúng không? Dạ, đi vòng ngoài trước nè anh nha. Hôm nay thì em thấy là cũng tô lên được rồi, cũng mừng rồi. Dạ. Hôm trước thì chưa. Cũng còn thiếu một lum hết trơn anh Nhân, còn gạch á thì chưa có mua nè. Dạ. Dạ. Rồi nó còn thiếu đủ nhiều lắm. Hôm nay thì như vậy là cũng khang trang. Dạ dạ, vậy em cũng mừng rồi đó. Lợp lên đồ này kia. Dạ. Là thấy là cũng được rồi. Dạ. Dạ. Có một cái câu chuyện mà thật sự là em phải nói là em thương hai cái bé nhỏ kia. Dạ. Giống như nói một cái sự đánh đổi thì không ai muốn hết á. Thực sự là không có ai muốn. Trời, đánh đổi con tờ mình với số giờ 100 tỷ cũng bằng hai đứa con em nữa. Đúng giờ rồi. Sống lại đổi là 10 tờ số em đổi liền. Bởi vì hai đứa con là nó còn hơn là vàng là ngọc nữa. À. Tiền bạc đâu có đổi được. Nhưng mà mình nghĩ thoáng đi cho. Dạ. Mình
không phải là mình quá đau lòng á, thì thực sự là hai bé nó báo hiếu cho chị. Dạ. Cái sự báo hiếu nó quá lớn. Nếu như mà hai bé khi còn sống á, thì có lẽ là vợ chồng chị nằm mơ cũng không nghĩ là có được căn nhà. Dạ đúng rồi. Cái đó thằng lớn nó cũng nói với em nữa, nói là mẹ ơi, biết nào mà mình cắt căn nhà này mẹ. Mà con á thì con lớn rồi, rồi nữa rồi con á về con làm trả hiếu cho mẹ. Mà nó cũng nói hoài với em. Em nói bây giờ ở nhà này là nhớ tới nó, ở là nhớ tới nó. Phải còn hai đứa đó là vui vẻ rồi đó. Mà có nhà thì không có con. Dạ. Bởi vậy cho nên mình nói một cái sự đánh đổi thì nó quá đau lòng. Nhưng mà mình nghĩ thoáng đi thì đó là cái sự báo hiếu của con nó dành cho chị Loan. Một đời vợ chồng chị Loan quá khổ cực rồi, cho nên có thể cái tai nạn này là một cái sự báo hiếu. Dạ. Con chị nó muốn cho em nó nè, cho vợ chồng, cho ba mẹ đó cũng có một cái mái nhà ấm cúng. Thôi mình nghĩ như vậy đi, cho cái công đức của hai bé thực sự là nó rất là lớn. Dạ. Ừ. Chứ còn đánh đổi thì thực sự không ai muốn đánh đổi hết đó, thực sự đâu có ai muốn đánh đổi con mình. Bây giờ anh nghèo đi, bây giờ nghèo thì mần mình từ từ mình có. Bây giờ con nó đi mình kiếm là khó lắm, đâu có được như vậy đâu. Tiền ở đây mình kiếm mà, mình ăn mắm muối cũng được, có con nó vui. Ba đứa ủ hỉ, bây giờ còn một đứa. Dạ. Căn nhà này cũng là ước mơ của bé hồi trước nè. Dạ. Hai mẹ con đi trên thành phố nói trời căn nhà người ta đẹp quá mẹ, biết nào mình được nhà như vậy. Nó nói hoài em, nó nói từ từ mần tới nào con lớn thì mần phụ cha mẹ này mua mình cắt được. Thôi thì chị cũng cố gắng ha, còn bé nhỏ nữa cho nên mình cũng đau buồn quá thì sinh bệnh khổ cho bé nhỏ này nữa. Dạ. Dạ. À, đây là cái niềm vui của vợ chồng chị trong năm mới này. Thì hôm nay là em thấy là cũng hoàn thiện được thêm cái phần mái nè. Dạ. Sơn ở phía trong rồi, ở ngoài thì chưa sơn. À, không biết thì kinh phí thì còn thiếu bao nhiêu nữa chị ha? Em không biết nữa, anh ra nói với anh Nhân đi anh. Cái đó em không biết cái bên đây là chồng của chị Lo. Dạ dạ chồng của em. Lần trước không gặp bởi vì anh mắc dạ công chuyện á. Công chuyện thiếu giờ gặp cũng cỡ 10 triệu mà mấy triệu mà chưa trả tiền gặp. Đạo kêu mua mua xíu đại đi mới gặp cái đó. Dạ. Dạ mới kêu qua chưa trả tiền. Nói chung là giờ mình còn làm cái gì nữa, mình lót gạch nè. Dạ lót gạch. Lót gạch đúng không? Dạ dạ. Rồi sơn ở ngoài nè. Dạ sơn trong đây mà không có sơn mà. À ở ngoài tô thôi. Dạ ngoài tô vậy để vậy không có. Vậy là được rồi. Dạ. Vậy là mừng rồi. Dạ dạ. À, còn mai mốt mình làm dư giả mình tính tiếp. Đâu có tiền đâu mà chơi ngoài đi để vậy luôn. Dạ. Có nhà ở che nắng che mưa là được anh ơi. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Như vậy thì còn anh nói là còn khoảng bao nhiêu nữa? Thì theo như mua thì tiền gạch có 10 triệu rồi. Rồi còn thiếu đi sau này không biết còn thêm nữa không, thì không biết bị gì làm chưa đủ. Còn thiếu tiền gạch lót gạch là 10 triệu. Dạ thiếu tiền 10 triệu mới kêu dùng qua qua. Còn những cái khoản kia xong hết chưa? Chưa, thợ là chưa nó đó anh. Chưa, chưa vậy anh. Thợ là chưa nó. Mình vô mình tham quan. Dạ dạ dạ. Bé à. Dạ. Vô hơn. Đi cái đây. Đang quay kìa ông ra luôn á, dạ. Mình được 2 phòng ha. Dạ, 2 phòng anh. Dạ. Nói chung là diện tích căn nhà cũng nhỏ thôi, cũng vừa đủ. Một cái căn nhà tình thương vừa đủ để cho vợ chồng và bé con sinh sống. Cũng mừng rồi, phòng vậy là ngon rồi. À, anh thợ còn đang làm. Đây là cái nhà vệ sinh. Thôi anh em mình nghỉ đi ta. Dạ không, cứ làm đi anh. Dạ, đâu có gì đâu. Rồi, đi, mình đi ra trước. Dạ, dạ. Thấy vậy là hiểu rồi. Khoái chó mèo lắm. Dạ. Nó ôm như vậy nè. Lần trước thì ôm con mèo cứng ngắc à. Dạ. Ôm con chó. Hôm nay Nhân quay trở lại nơi này thì thấy căn nhà của vợ chồng chị Loan đang dần hoàn thiện, cũng rất là vui mừng cho gia đình chị. À, như chồng của chị Loan cũng có chia sẻ đó là cái còn nợ tiền lót gạch này nè. Tiền gạch lấy về đó là 10 triệu. Cùng với đó là công thợ nữa. Thì hôm nay đây cũng là tấm lòng của mọi người, lần thứ hai em quay trở lại nơi này. Em xin đọc cái danh sách này để trao cho chị, hy vọng là sớm hoàn thiện ha. Nhân xin chân thành cảm niệm công đức của Nguyễn Thanh Huy 300, Danh Mai 100, Phạm Hoàng Nguyên 100, Võ Huy Hoàng 500, Chú Dũng 300,
Cô ở thành phố Hồ Chí Minh, Tô Thị Kim Liên 1 triệu, Võ Thị Vân Anh 50.000, Phương Anh 400, Đinh Thị Bích Phương 200, Loan 100, Võ Thị Ngọc Giàu 1 triệu, Cao Thị Thu Hường 100, Nguyễn Tuấn Anh 30.000. Mạnh Thuân giấu tên 150, Giác Minh 60.000, giấu tên 500, Linh Chi 300, Tiên 200, Hứa Thanh Tuyền 50.000, Nguyễn Thị Mỹ Dung 200 thì không có ghi rõ là ủng hộ trong hoàn cảnh nào, nhưng xin tùy duyên nhân gửi về cho gia đình chị Loan luôn. Bùi Thị Hồng Cẩm 200, Mạnh Thuân giấu tên 90.000. Khôi Nguyên 500, Mạnh Thuân giấu tên 100. HT Quảng Lâm, không biết có phải là Hòa Thượng Quảng Lâm hay không, thì ủng hộ là 300.000. Mạnh Thuân giấu tên 100, Ngô Tú Trần 100, Mạnh Thuân giấu tên 100, Nguyễn Huỳnh Như 1 triệu, Thu Thủy 2 triệu, Thanh Trúc quận 6 200, Hứa Lan Tường 100, Facebook Hoàng Thi 500, Trần Thị Mỹ Huệ 200, Trương Hoài Tân 1 triệu, Hoàng Minh Hà 100, Mạnh Thuân giấu tên 100, Trần Thủy Phương Thảo 500, Nguyễn Thái Sung 200, Thu Thảo 200, Nghĩa 500, Trần Thái Hùng 200, Vũ Thị Kim Oanh 300, Mạnh Thuân giấu tên 300, Facebook Hương Huỳnh 100, Mạnh Thuân giấu tên 100, Mạnh Thuân giấu tên 1 triệu, Phạm Thị Minh Ngọc 100, Mạnh Thuân giấu tên 200, Mạnh Thuân giấu tên 500, Nguyễn Linh Chi 500, Lê Thị Hoa 500, Nguyễn Ngọc Thu 500, Thành 200, Nguyễn Thành Phi 200, Trần Đức Vân 100, Nguyễn Văn Tuấn 300, Đặng Thu Hiền 200, Trương Trọng Ngon 50.000, Nguyễn Thị Thúy Diễm 300, Mạnh Thuân giấu tên 150, Mạnh Thuân giấu tên 500, Nguyễn Thanh Phương quận 8 300, Ngọc Diệp 100, Mạnh Thuân giấu tên 250, Ngọc Hân 250, Lê Thị Kim Yến, nhân xin lỗi, Lê Kim Yến 200, Ngô Vinh Phú 100, Huỳnh Kim Liên 300, Cẩm Vi là 50.000. Thì danh sách này Nhân đã chốt vào ngày 20 tháng 2 năm 2023. Tuy nhiên thì trên đường mà Nhân đến với nhà chị Loan, trên đường đi thì Nhân tiếp tục nhận được thêm một số sự ủng hộ nữa. Thì Nhân xin bổ sung luôn ở trong danh sách này, đó là có gia đình Hương Linh Phật Tử Thiện Phước là 300, Mai Chim ở Mỹ là thêm 500.000 nữa. Tổng cộng Nhân xin đã chốt hôm nay là ngày 22 tháng 2, đó là 22.280.000. Dạ, em xin trước tiên em trao cái danh sách này cho chị để minh bạch ha. Ai có cần xác minh thì có thể gọi cho gia đình mình, liên hệ với gia đình mình. Còn đây là tịnh tài của mọi người ủng hộ cho chị xây hoàn thiện căn nhà này. Em cũng có đôi lời cảm ơn Mạnh Thường Quân gần xa và trong nước và ngoài nước đã ủng hộ cho gia đình em với hai cháu rất nhiều. Giờ em không biết nói gì hơn hết, em mừng quá trời luôn. Mà bây giờ thì em mừng, em vẫn nhớ con em, mừng là đồng tiền của nó giúp đỡ cha mẹ nó. Em cảm ơn mọi người rất nhiều. Cầm cái số tiền này mà nhớ tới nó đó. Tiền là tính mạng của nó nè. Giờ sau này cứ ở căn nhà này là nhớ con đúng không? Dạ. Nhưng mà cũng cố gắng hy sinh cho cha mẹ nó vậy á. Em giờ không biết nói gì hơn, em cảm ơn mọi người rất là nhiều. Gia đình em, vợ chồng em với bé nhỏ cảm ơn mọi người rất nhiều. Hôm nay thì thật sự là chị Loan cũng có cái sự bình tĩnh trở lại rồi. Dạ. Còn chia sẻ với quý cô chú anh chị thì ngay từ bữa mùng 1 Tết thì chị Loan với lại vợ, với lại chồng của chị Loan là như người mất hồn vậy đó. Không có biết gì hết trơn á. Và tất cả mọi thứ ở đây đều là do bà con hàng xóm á, thì phụ, Mạnh Thường Quân phụ, chứ còn vợ chồng chị Loan không biết gì hết. Hoàn toàn là mất tinh thần. Mà hôm nay thì cũng bình tĩnh trở lại rồi. Dạ. Dạ, cũng cố gắng mà nhớ con thì là buồn à. Dạ. Cứ nhớ con là miệng ai nhắc thì em nhớ, còn tối ngủ là mới nhớ nó. Như nhớ những cái khoảnh khắc mà mẹ con đồ nói chuyện với mà vui vẻ đồ đó là nhớ hoài luôn. Không biết khi nào mà em quên nổi. Dạ. Thôi cũng cố gắng chị ha. Dạ. Hôm nay em quay trở lại lần thứ hai, thấy mọi thứ tiến triển như vậy cũng mừng rồi. Dạ. Chỉ còn có số khâu nữa thôi, đặc biệt là lót gạch nữa thôi là xong rồi. Dạ dạ. Thôi thì em cũng kết thúc video đây. Chân thành cảm ơn quý Mạnh Thường Quân gần xa cũng đã ủng hộ gia đình chị Loan. Nhân cũng chúc cho tất cả mọi người nhiều sức khỏe, bình an. Cảm ơn đã đồng hành cùng với Nhân, cùng với chị Loan trong thời gian vừa qua. Dạ. Nhân cảm ơn nhiều ạ. Dạ.